The concert. The lights at the concert. The party at the concert. The music at the concert. And the crowd that sings. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái gì khác cả. Bông gì có đào gì hả? Không đầy đủ chúng ơi, con chồng khá được không? Số 21 thầy đó là không phải ngày thơ gì dễ vô đó. Tỷ số hiện tại đã là thắng là nó đá vô à. Thấy chưa? Tỷ số thắng là nó sẽ thắng. Số 49 đã nâng tỷ số lên thành 3-0. Và đây là lượt sức thứ 3 của đội BTS. Cầu thủ số 6 để rút ngắn tỷ số xuống thành 3-1. BTS không vào. Không vào. Như vậy thì chiến thắng đã thuộc về đội BTS với tổng tỷ số là 4-1.